Chào các bạn, trên tay mình là một cái dòng laptop mà mình đánh giá là có thiết kế khá là đẹp trong cái phân khúc 13 triệu, đó là dòng HP Pavilion X360. Cái điểm mình ấn tượng nhất ở cái dòng laptop này đó chính là cái thiết kế của nó rất là đẹp, rất là thời trang. Và nếu mà xét trong phân khúc giá là 13 triệu thì đây có thể là một trong những cái dòng mà có thiết kế đẹp nhất. Thì như các bạn thấy ở đây là đây là một cái dòng laptop lite, bởi vậy cho nên nó rất là nhỏ gọn. Và cái việc sử dụng cái tông màu vàng kết hợp với lại một số cái chi tiết làm bằng bạc thì nó đã tạo lên một cái cảm giác rất thời trang và phù hợp hơn với các bạn nữ. Ngoài ra thì nó còn có phiên bản 13 inch, thì cái phiên bản này nó màu bạc cho nên có thể phù hợp với các bạn nam hơn. Thì cái tên X360 của cái dòng sản phẩm này là nó đề cập đến cái khả năng mà bạn có thể mở cái bản lề ra 360 độ. Thì nhờ bản lề nó là có thể mở 360 độ cho nên bạn có thể sử dụng theo cách laptop truyền thống. Thì nếu khi bạn sử dụng laptop truyền thống thì bạn hoạt động, bạn có thể nhập liệu bằng bàn phím và cái bàn rê chuột như là truyền thống. Và nó nói chung là chất lượng thì cũng trung bình thôi, tại vì đây là cái dòng laptop phổ thông. Ngoài ra thì khi mà bạn lật 360 độ thì chúng ta sẽ có cái thiết kế theo kiểu tablet như thế này. Thì về cơ bản thì cái dòng sản phẩm này nó tuy là nhẹ đối với laptop nhưng mà nó khá là nặng nếu so với mặt bằng chung của tablet. Bởi vậy cho nên mình thực sự là mình không thích cái kiểu này lắm. Tuy nhiên tùy theo cái nhu cầu bạn có thể làm, bạn có thể sử dụng theo cái kiểu này. Cái kiểu mình thích nhất là cái kiểu mà bạn có thể đặt trên bàn như thế này và đưa lên. Nó theo dạng giống như là một cái khung tranh vậy. Thì nó sẽ rất là tiện cho bạn dùng cái cảm ứng ở đây. Hoặc là bạn có thể dựng nó lên thành kiểu túp lều. Thì hai cái kiểu đó nó sẽ cho phép là chúng ta hoạt động thoải mái hơn và nó bạn không cần phải cầm và nó nặng tay. Thì nếu bạn lưu ý ở đây là so với laptop truyền thống thì HP họ có cái cổng nguồn họ được chuyển qua bên hông để bạn dễ thao tác khi mà bạn cầm theo cái kiểu mà máy tính bảng, và có thêm một cái nút tăng giảm dung lượng cứng nữa. Ở đây khá là tiện. Ngoài ra thì chúng ta cũng có khá đầy đủ những cái cổng kết nối như là HDMI và USB 3.0 đến 3 cổng. Về phần pin thì cái dòng laptop này nó hơi yếu. Và mình có thể dùng khoảng 3 tiếng nếu mà chỉ xem phim online, hoặc là 5 tiếng nếu mình chỉ dùng để lướt web hoặc là làm những cái ứng dụng văn phòng như là Word, Excel. Nói chung là chấp nhận được nhưng mà không quá xuất sắc. Tóm lại thì với mức giá là 13 triệu đồng thì cái dòng HP Pavilion X360 này nó phù hợp với những bạn sinh viên, học sinh hoặc là những cái người dùng văn phòng muốn của mình một cái laptop thật là đẹp mà không cần đòi hỏi quá nhiều về hiệu năng, chỉ là giải trí đơn thuần thôi. Cảm ơn các bạn.